Rồi, okay, Xin chào các bác. Thì trên tay em đây đang là cái con Velvet 2 Pro. Thì các bác biết rồi, con này là con trùng cuối của LG và nó cũng được sản xuất rất là ít, có 3.000 cái thôi và phân phối cho nhân viên của LG thôi. Thì dạo gần đây em thấy là khá nhiều anh em bán cái con này, thì em cũng thử nhập về mấy con đây để em uh, uh, xem nó là hàng như thế nào các bác nhá. Em có ba con ở đây các bác nhá. Đấy thì ba cái, cái hộp này thì nó như nhau thôi, cho nên em uh, uh, chỉ uh, review một cái hộp này xem thế nào các bác nhá thì như em nhận được thông tin từ cái cái bên cung cấp cho em cái hàng này, ấy, thì, là, à, này ấy, thì là con này thì là con kiểu như là hàng tuần từ 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 đâu ra thôi chứ không phải là hàng hàng à, kiểu như hàng chính hãng đâu nó đấy phải nói phải nói luôn cho các bác biết là như vậy và ngay cả cái hộp này ấy, cũng chỉ là cái hộp để mà đóng lại thôi các ông nhá hộp này là hộp đóng lại nhá chứ không phải là hộp mà zin từ 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 nhà sản xuất đâu đấy cho nên các bác mua ấy, thì các bác chú ý là chọn nó như nào đấy thì đây em sẽ giới thiệu qua cái hộp cho các bác biết để xem các bác mua ấy, thì có phải là nó như cái hộp này không đây những cái cạnh dưới này này Đấy nó rất là bình thường nó không có gì này đây cái mấy cái tem email các thứ này nó cũng đương nhiên là cái email này nó sẽ trùng với email của máy nhé đấy nhưng mà cái bên dưới này là cái gì em cũng không biết nhưng mà À, nó không có số email bên dưới nên em không cần phải bóc ra nhưng mà cái số email này là trùng với email ở trong máy các bác nhé đấy cái thứ cái thứ là nó cũng gần nói chung là nó cũng khá, khá là giống với cái 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 hàng chính hãng thì em cũng có một cái clip um, lâu rồi phải cách đây hai năm rồi các bác tìm lại xem là cái hộp nó có đúng không nhé các bác nhé đấy còn đây là cái đằng sau này đấy đấy thì uh, uh, có người là bán cái 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 máy này là cái hộp nó còn nguyên siêu các bác nhé nhưng mà, tuy nhiên thì cái máy này của em thì là nó không phải là nguyên siêu nó chỉ là phun box thôi đấy rồi em sẽ mở ra à, đầu tiên nói luôn cái 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 logo này cũng khá là giống cái 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 hàng chính hãng các bác nhé Đấy. Đấy trên này thì không có gì bỏ ra đây thì ở trong này à, nó có con máy đây con máy đây thì à, em tạm thời bỏ con máy ra chỗ khác nhé đây số email nó trùng luôn các bác nhé Đấy, trùng luôn thì tạm thời em bỏ con máy ra chỗ khác và em sẽ cho các bác biết được là cái hộp nó như thế nào thì trước tiên là cái khay này này cái khay này nó đã không phải là cái khay khay khay, khay chuẩn của cái 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 cái, 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 cái con uh, ve vét rồi các bác nhìn thấy này nó nó lắc lư thế này cơ mà đấy nó lắc lư thế này thì chắc chắn một điều là nó không phải là khay chuẩn của con này đâu đấy thì không biết có phải không nhưng mà em nghĩ là không phải tại vì uh, không ai đi làm đi 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 làm một cái khay như thế này mà lại lại uh, lòng lẻo như thế được đấy cái khay này đấy ok nhá bỏ ra đây dưới này có một cái trong này có cái gì nào đây thì trong này cũng có vài cái cái giấy hướng dẫn sử dụng thôi không có ốp lưng các bác nhé không có lưng hoặc là bị luộc cái mốc lưng thì em không biết không có ốp lưng đấy đây và trong này nữa đây thì uh, có một hộp đựng tai nghe có một hộp đựng tai nghe à, có một đường tai nghe nhưng mà không có tai nghe <laughs> không có tai nghe các bác nhé đấy có hộp đựng nhưng không có tai nghe và đây là một cái củ sạc đây em nghĩ là uh, cái củ sạc này ấy, thì vẫn là củ sạc zin nhé các bác nhé củ sạc ngon đấy nhưng mà cái củ sạc này ấy, nó chỉ là cái củ sạc 18W thôi đấy các bác hoàn toàn có thể nhìn thấy này củ sạc này chỉ có 18W thôi đấy 18W thôi các bác nhé Đó. và củ sạc này xịn các bác nhé không không phải là hàng fake đâu hàng zin đấy hàng chuẩn luôn đấy hàng rất là là, là là, là, cầm đầm tay và cái phong chữ cái thứ này rất là ngon và cái cái chất liệu nhám nhám ở trên cái cái củ này cũng ngon hàng này hai chân dẹp này như hàng của châu Âu thì phải đấy củ này xịn nhá không phải sợ dùng vẫn ok đấy. còn đây cái cáp thì cái cáp này cũng không có gì đặc biệt đâu cáp này uh, cũng là chuẩn nhưng mà nó không phải là cáp xịn xịn đét đâu cáp nếu mà cận xịn của của lg ấy, thì nó là dạng dẹp ấy còn cái này thì cũng ok thôi nhưng mà nó không phải là không phải là ngon nhất đấy. ok mà đầu A to C đó nhé các bác nhé đấy trong hộp hết đâu chả có cái gì nữa chả còn gì nữa các bác nhé đấy. ok thì em nghĩ là cái hộp mà đóng lại như thế này thì nó vẫn còn khá là ngon và các bác thấy đấy nó rất là là đẹp nó không có vấn đề gì cả đấy, nếu mà 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 để cái cục sạc 25W vào đây thì mới chính xác cái cục sạc đi theo máy của con Velvet 2 Pro nó là mươi 25W các nhá thì trước đây em cũng ăn bóc một cái cái xịt mà thời hai năm trước ấy, là nó là cái củ 25W ở đây nhé các bạn nhé. nhá đấy ok thì phụ kiện nó chỉ có thế thôi còn bây giờ là cái máy đấy, cái máy đây, đi mây đây. Thì cái con Vespa 2 Pro này thì em nghĩ là cái màu này nó là cái màu đẹp nhất. Nó cái cái màu ở cái cái, cái khung viền nó là cái màu vàng đồng này, hơi hơi đồng đồng thôi chứ không phải là vàng đồng hẳn. Nó hơi ngả về màu đồng ấy. Thì và cái 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 khung bao quanh cái camera này này cũng là cái màu kiểu như vậy. Đấy và cái cái nắp lưng nhé, mắt nắp lưng này thì nắp lưng bằng kính nhé. nhưng mà nó cũng hơi nó có hơi màu ngà ngà vàng ấy, chứ nó không phải là là màu vàng hẳn và cũng không phải màu trắng hẳn các bác nhé, đấy cũng có cái logo logo LG chìm chìm ở dưới này này, nó hơi nó không không phải là như thời thời khác là từ trước là cái logo nó làm rất là là, là rõ nét lên, đây nó làm mờ mờ chìm chìm thế này này, không biết các bác có nhìn thấy không nữa, kìa. đó, ok nhé, thì cái con này nó là nguyên siêu rồi, nó còn nguyên cái 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 đi lông dán không viền này này. Đấy các bác nhìn này, nó hơi chảy chảy cái cái lớp đi lông thôi nhưng mà nó chắc chắn một điều là các bác là nó mới tinh các bác nhé Đấy cho các bác không phải lo về cái việc mà độ mới của những cái con phun uh, bọc okay, Cái con phun bốc em đang có đây. Đấy, nó rất là đẹp. Chân sạc thì gần như là chưa cắm bao giờ. Đấy, ok. Thì đây, uh, ở bên này, ở bên cạnh trái này thì có cái nút nguồn này, nút nguồn này. Và cái nút tăng giảm âm lượng cộng trừ ở đây, cộng trừ ở đây. Thì những cái những cái nút này ấy nó là cái nút cảm ứng lực các bác nhé nó kiểu như cái thời iPhone 7 cái nút home của nó cảm ứng lực ấy các bác đấy thì cảm ứng lực các bác phải các bác rờ các bác chạm nhẹ thế này thì nó không lên đâu các bác chạm nhẹ này nó không không có tác dụng gì đâu mà các bác phải nhấn vào nhấn một lực vào nhé đấy phải nhấn một lực vào chứ không phải là, là là là, chạm nhẹ mà nó là nó cảm ứng đâu không phải phải nhấn vào nhé các bác nhé đấy thì nó cũng khá là hay ngoài, ra thì con này nó có một nút cứng duy nhất ở trên này đây là nút nguồn đấy để khi mà các bác mở máy lên thì nó phải nhấn nút này và khay sim nó ở trên này Đấy, thì cũng nó cũng đều là còn hết cái uh, cái sư viền các bác nhé đây ở sư viền bên này à đâu sư viền này không có nhưng mà các bác yên tâm này nó, nó nó, chưa hề có một cái vết xước nào cả Đấy, cho các bác yên tâm nhé Đấy, những cái quát hàng như này thì 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 uh, nó chưa hề có vết xước gì cả cả mặt uh, trước này cũng thế cả mặt trước này cũng thế nó chưa hề có vết xước nào trên các bác yên tâm cái cụm camera đây đấy đây cụm camera này sau này Đấy, thì thì cái thiết kế của con này cái thiết kế con này thì phải nói là nếu mà ở bên LG thì nó đang hiện đại nó đang nó đang là cái thiết kế ngon nhất đẹp nhất của LG nếu mà ở bên LG thôi nhé các bác nhé tuy nhiên ấy, thì nếu mà mà ở bên khác thì nó vẫn đang đi sau con này cũng là cảm ứng bên trong màn hình và uh, như thông tin em tìm hiểu được nó cũng là dạng cảm ứng quang thôi nhưng mà em thấy là nó khá là nhanh nhanh hơn con V60 các bạn này đấy các bạn thấy không nhanh bét các bạn để cho sáng màn hình lên chút nữa Đấy. À. Nhanh phết các bạn. Đấy, nhanh lắm. Nói chung em cảm giác là dùng nó nhanh hơn con 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 V60 các bạn. Đấy thì các bác à, cũng thấy đây này, em đang ở quê thì cái sóng LTE của Viettel này, này nó khá là mạnh. Ở chỗ này thì em à, đứng ở xa cái cột wifi quá cho nên không bắt được wifi. Hình như không bắt được thì phải xem nào. À bắt được. À, bắt được các bạn. À, nhà em ở cách rất xa wifi mà vẫn bắt được đấy thì em tạm thời tắt wi-fi đi wi-fi cái thứ uh, LTE cứ bình thường các bác nhé. Đấy. thì hiện tại cái con này là con một sim các bác nhé, nó chỉ có một sim thôi. Uh, tuy nhiên ấy, thì là hiện tại là anh em làm phần mềm ấy, thì đã làm được hai sim con này rồi. cho nên các bác nào mà thích lên hai con này hai sim ấy thì vẫn lên được nha các bác nhé. tuy nhiên thì em nghĩ là thế này này, uh, tại vì em uh, lên lên hai sim cho con G 8 con V uh, 60 khá là nhiều rồi. nhưng mà riêng con G 8 ấy thì là lên hai sim ấy thì nó hiện tại thì là nó đang chưa được tốt cho lắm đâu cái máy nó hơi bị nóng và em nghĩ là nếu các bác nào dùng g8 thì chưa cần lên phải chưa 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 nên lên hai sim ấy còn con v60 thì lên khá là ổn rồi con con v60 thì lên nó phải được tầm 98 đến 9 phần trăm rồi thì con đương nhiên ấy, lên 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 hai sim bên LG điển hình là con V60 nhé Thì tất cả các chức năng thì nó cũng bình thường thôi Nhưng mà tuy nhiên ấy, nó sẽ có một số cái lỗi vặt vặt kiểu Nó kiểu gì ấy các bạn Uh, cũng cũng không nhớ nhưng mà có con thì lỗi không cài được uh, chuông nghe gọi có con thì lỗi lỗi sim nó 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 lúc nhận lúc không ấy, kiểu kiểu như vậy uh, cho nên là lên hai sim bên LG hiện tại là em thấy là 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 mới có con, con V60 là đang là ngon nhất đấy còn tùy các bác thôi còn con V uh, con con uh, v 2 Pro này ấy, thì À, bây giờ mới có cho nên là em cũng chưa lên hay sim cho nên cũng không thể biết được là nó đã ngon hay chưa. Đấy, còn à, bắt đầu thích lên hay sim thì có lên được rồi các bác nhá. Đấy cho các bác yên tâm. Đấy, còn em nghĩ là các bác à, thực sự là 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 không cần thiết phải lên con này hay sim đâu. À, tại vì các bác biết rồi con này thì nó dùng cái chip à, 888 nó sẽ hơi nóng đấy các bác nhé Không phải là như những ông review khác đã bảo là chip 888 giờ này mà không nóng thì là, là vô lý. Chip 88 nó là nóng, thật sự là nó nếu mà so với những cái thời trước đây như tám tám nghìn tám tám thì nó cũng tương tự đấy em nghĩ là như vậy đấy thì nó nó là có nóng nhé cho nên các bác nào mà mua cái con này để về mà mà chơi game cày game thì em nghĩ là không nên thực sự là không nên các bạn còn các bác mua về dùng những tác vụ bình thường ok cái thứ thì uh, giải trí bình thường thì nó vẫn bình thường vẫn ok vậy em thấy là là nó rất ngon và các bác biết rồi con này thì cái thiết kế cái màn hình này nó rất là tuyệt vời nó 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 ngon như thế này cơ mà đấy cạnh trên này hai cái cạnh viền là đều nhau các bác nhé và chỉ duy nhất có cái cạnh dưới này nó hơi nó hơi rời dày hơn một chút thôi Đấy, nhưng mà tuy, tuy nhiên thì nó vẫn khá là hợp lý Ngay cả con S23 Ultra em đang quay đây Thì nó cũng cạnh viền nó cũng dày như này mà các bác Cho nên là uh, nó cũng rất là hợp lý Tuy nhiên ấy, em thấy là cái việc cầm nắm của con này Nó không được ngon như như con V60 đâu Thực sự là vậy Tại vì các bác thấy đấy, là cái viền cái, cái 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 màn hình này Nó làm cong nhiều hơn này nhiều hơn V60 này. Và thứ hai là cái cạnh viền nó nó khá là bé. Ấy. Đấy, các bác nhìn này, cái cái khung cái cạnh khung viền nó rất là bé. Ấy. Các bác cầm như này nó, nó, các bác cầm kiểu như này nó khá là chơi vơi. Ấy. Đấy, nó khá là chơi vơi. Thật sự là như vậy, nó khá là chơi vơi. Thì uh, cái cầm nắp cầm nắp của con này thì đứng là là nó không được thoải mái cho lắm. Đấy Ok, thì uh, tất cả cái chức năng của con này ấy, em cũng đều có test rồi nha các bác nhé. Thì các bác dùng con này thì các bác dùng cái lệnh này, uh, không dùng cái lệnh uh, sao thăng 5, đâu, ví dụ Các bác dùng cái lệnh này nhá xăng sao 462633 sao thăng 700. Đấy, các bác dùng cái lệnh này nhá. Thì các bác vào test thứ bình thường thôi. Con này thì em test hết rồi. Đây, cảm biến uh, tiệm cận ánh sáng này. Ở chỗ này nó là ngoài trời cho nên nó hơi sáng đấy, phải như thế này nó mới sáng. Các phim bấm đây. Đấy, các bác cũng test như bình thường thôi. Phím nguồn này, phím trên này nữa này. Đấy. Ok, chuông này. Rung này, rung rất mạnh này. Đấy à, uh, uh, xoay ngang xoay dọc bình thường hết các bác nhé Đấy, và đây là cái mic này mic dưới này Đấy, các bác nghe không mic trên này. Đấy. thì con này nó chỉ có hai mic thôi không như con V60 đâu con V60 có 4 mic thì con này chỉ có hai mic thôi Đấy. và cảm ứng các thứ thì các bác test bình thường thế thôi cứ để em test một lượt cho các bác xem để các bác nếu mà mua những con này về thì các bác uh, chú ý là, là 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 test như em cho nó chuẩn nếu như những con này thì không sao Em test hết rồi Ok Và đây em test cho các bác nữa là cái Cái áp suất nha các bác nhé Thì em cũng nói rồi Đây này Con này áp suất nó sẽ Nó sẽ nhảy rất ít thôi Nó không có nhảy nhiều Được như Ví dụ 2.5 2, này Nó lên được 2. 2.6 thôi 2.7 thôi Thì nó được khoảng 0.2 thì Thì phải nói là nó Áp suất nó rất yếu rồi Coi như không có áp suất cũng được các bác đấy Thì các bác phải 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 um, phải, phải hỏi rõ người bán đấy xem là có nắp suất nếu các bác nào thích nắp suất thì hỏi rõ người bán xem có nắp suất không thì em thường thường là không không có nắp suất đâu đấy thì em cũng nói luôn thì cái cái hộp của nó ý, là cái hộp hộp mà em vừa vừa cho các bác xem ấy thì nó là cái hộp đóng lại rồi không nói nhiều cái con này máy này thì cũng em cũng sẽ khẳng định với các bác luôn đó là con máy này cũng không phải là nó tất nhiên là đồ bên trong là zin nhưng mà chắc chắn một điều là cái máy này cũng chỉ là hàng lắp lắp lại thôi đấy một điều chắc chắn là điều như vậy Đấy, tại vì theo kinh nghiệm của em ấy thì là nó như vậy. Còn để em chỉ cho các bác nhé. Ví dụ như trong trong cái cụm camera này, trong cái cụm camera này thỉnh thoảng có con vẫn có có ít bụi nhé các bác nhé. Có ít bụi đấy, cho nên chắc chắn một điều đó là là hàng lắp lắp lại thôi. À, tại vì các bác nghĩ là hàng dựng nhưng mà thực ra bây giờ cái con Velvet 2 này dựng thì nó cũng khó lắm tại vì nó có linh kiện tàu đâu mà có linh kiện dởm đâu mà dựng đấy cho nên nó chỉ là hàng kiểu như là lấy linh kiện từ nhà sản xuất ra từ nhà máy ra ấy, kiểu không sản xuất nữa xong rồi nó còn thừa linh kiện ấy xong rồi À, xong rồi nó 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 đắp ráp lại thôi chứ chứ con này nó dừng sản xuất rồi thì thì cái bọn làm linh kiện dởm thì nó làm cho con này làm cái gì đấy cho nên các bác yên tâm các loại con trong này thì em cũng có hỏi cái nhà cung cấp rồi là linh kiện trong này đều ngon hết các bác nhé đấy và à, là đồ lắp ráp lại thôi cho nên các bác yên tâm dùng con này thì vẫn rất là ổn không vấn đề gì cả các bác nhé Đấy, thì các bác nào mà dị ứng với những hàng kiểu kiểu như lắp ráp lại như này không phải hàng zin thì thì đúng là cũng các bác không nên không cần phải mua con này tại vì uh, những những cái người thương gia khác bán ấy thì có thể người ta sẽ không nói cái điều này với các bác. Tuy nhiên ấy, em tại vì em là một người thợ thì em cầm máy là em cũng biết được nó là hàng như nào nhưng riêng về LG nhé cho nên em cũng phải nói luôn các bác đây là hàng lắp ráp lại chứ không phải là hàng hàng zin. Đấy hàng zin từ nhà nhà từ nhà máy ra đâu. Cho nên các bác mua thì các bác cũng cứ cứ, cứ um, cân nhắc cho nó kỹ càng. Đấy thì cái con này ấy, là em cũng vừa mới test cho các bác được là 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 các chức năng của nó thì ok hết và màn hình của nó thì là zin đẹp hết các bác nhé không phải lo em test lại nào à quên đã đây có cái màn hình đây ở à, nhầm chỗ khác được các bạn à đây là về chỗ này đây thì các bác yên tâm nhé các màn hình con này thì 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 nó cũng là cái màn hình rất là đẹp rồi không phải lo nó không hề có chuyện mà 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 lưu ảnh hay ám ố gì cả đâu các bác nhé cho nên các bác dùng vẫn là rất là yên tâm không vấn đề gì cả và cái thiết kế của màn hình con này thì cũng rất là đẹp đấy, cái này thì em test kỹ rồi cho nên các bác yên tâm nhé không phải lo lắng về cái chuyện con này nó có bị lưu ảnh hay ám ố gì đâu vì nó là hàng mới tinh mà đấy linh kiện chắc là nó cũng chỉ là mới tinh thôi cho nên các bác cứ yên tâm đấy xem là pin cái này pin thì không test được cái này pin thì không test được 5 lần sạc này cái này thì pin này không test được tại vì nó lên Android 11 rồi rồi xem nào có gì đấy cái này sẽ không test được đây hey, em cho, cho các bác xem cái, cái 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 phiên bản nó đang chạy Android mới bao nhiêu đây đấy thì nó đang chạy 11 rồi các bác nhé và các bác yên tâm nhé con này thì còn L1 còn L1 đây đấy cho các bác nào mà thích về cái phim thì thì vẫn còn L1 để cho các bác dùng thoải mái không có vấn đề gì Uh -huh. và uh, Wi-Fi và, và 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 4G bình thường hết các nhá đây em sẽ nghe gọi phát cho nó nguy hiểm Nào. có ghi âm nhá đây có ghi âm cuộc gọi này Tâm cận này bình thường hết này Đấy. Có ghi âm nhé các bác nhé, cho nên các bác về dùng con này thì nó gần như là chả các bác cần, chả cần phải phải làm gì cả. Ngoài cái việc các bác có muốn lên hai sim hay một sim thôi, em thì em khuyên các bác là không nên. Đấy, tại vì uh, cái hai sim của LG nó vẫn chưa phải là ngon nhất đấy và camera đây à, em sẽ cho các bác camera xem camera đấy, camera con này thì uh, nếu mà cái máy này nó còn ở lâu với em thì em sẽ 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 có dịp đi so sánh nó với con S2 B3 Ultra các bác nhé đấy cho các bác yên tâm đương nhiên thì em nghĩ là không thể nào mà ăn được cái con 23 Ultra đâu đấy cái thứ đây vẫn rất là ngon góc rộng này đó cam trước này À, em đang quay bằng cái con uh, S23 Ultra này. cái cam trước của con này thì uh, nó cũng không được phải là, là ngon nhất đâu. Uh, em thấy là cái cam camera mà 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 mà, mà, mà chữ cam trước ấy, thì ngon nhất vẫn đang em nghĩ đang đang thấy là con G 8 vẫn là ngon nhất các bác nhé. đấy không phải là con này đâu. Uh, cái thông số camera thì các bác vui lòng uh, tìm kiếm lại trên Google em cũng không nhớ rõ cái thông tin đâu. Uh, tại vì em cứ hàng mới về em cũng khui luôn ra cho bác xem thôi vừa lắp sim xong là khui ra cho bác xem thôi cho nên là xem nó có cái chức năng gì ở trong camera này đây. video khóa khớp vận năng thứ này nó cũng nó cũng khá giống với con Win các bạn à, Win V60 đấy ok đó có xem có có uh, chụp ảnh chuyên nghiệp không à chưa à, đây nó cũng có chế độ chỉnh tay các bác nhé chỉnh tay này có thứ can thiệp được khá là nhiều các thông số như con V60 thôi giao diện cả cảm giác nó nó có vẻ uh, hay, hay hay ho hơn con V60 chút <laughs> đấy. ok các bác có cả quay video chỉnh tay luôn các bác này uh, cũng được nói chung là cũng đầy đủ không có vấn đề gì cả em nghĩ cái bản ROM này nó là bản ROM gốc và nó đã đầy đủ rồi các bạn không phải lo lắng về vấn đề mà, mà 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 phần mềm trên cái con này đâu đấy chống cũng khá là tốt ok Ok xem là còn cái gì để em review nốt cho các bác À đây em sẽ sẽ tháo cái khay sim này các bác nhé Xem khay sim của nó sẽ như thế nào Em đang dùng cái tăm nó khá là, <laughs> khá là khó Đó, à, Khay sim đây Bỏ cái sim của em đây đây, thì cái khay sim này nó vẫn là bằng nhựa đây các bác nhé ở trong này nó một cái loại thép thì vì em cái những cái khay sim dạng này của con V60 em đã cắt cái cái, cái sim ra biết rồi bên trong nó vẫn là cái khung thép ở bên trong cái nhựa này nó nhựa bọc ngoài thôi tuy nhiên thì cái khay sim này nó không hề có cái 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 cái, cái số seri khác ở trên này đâu không hề có số seri các anh nhé không có số seri đâu đấy cho nên nó chỉ có mỗi cái hiển thị là nano sim và sd sd này thôi không có nano sim đâu đấy. ok thì À, cái con này để lúc nãy từ nãy giờ thì em cũng cũng nói khá là nhiều nhiều khi các bạn các bác là, là, mà hơi nghe nó hơi lan man tại vì em làm clip thì nó không có kịch bản gì cả em vừa cái, cái vừa vừa mới về cho nên là em lắp sim là em review luôn thôi đấy à, em chỉ vừa test tất qua qua cái chức năng để em review các bác luôn cho nên các bác hết sức thông cảm nhé thì em chốt lại các bác là cái con này cái con này thì là hộp là full box các bác nhé à, full box nhưng mà đây hộp đây full box đây đấy, đây thì nó sẽ khi mà bán ra ấy, thì em sẽ bán là là kèm cái hộp này luôn các bác nhá. Kèm hộp sạc cáp 18W nha các bác nhá. Sạc cáp zin của LG đấy nhá các bác nhá. Và cái hộp này thì em cũng nói luôn, đây là hàng hộp là hộp đóng lại nhá, không phải là hộp zin các nhá. Hộp zin từ nhà từ từ LG đâu. Và cái máy này là cũng là cái máy lắp ráp các bác nhá. cái máy này là máy lắp ráp. Đấy cho nên là uh, bác nào mà mua những con như này mà các bác Ờ à, đắn đo về việc là cần hàng zin thì em nghĩ là em nghĩ là không có đâu em nghĩ là hàng hàng zin bây giờ của con hay với hai pro này em nghĩ là không có luôn ấy trừ khi là có của thời anh em lâu lắm rồi hai năm trước các bác anh em bán lại thôi thì may đã có thôi chứ còn con này thì là 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 cái cái hiện tại bây giờ là em nghĩ là không có hàng zin đâu và cái hàng mà người ta lắp lắp lại như này em thấy lắp chất lượng lắp ráp như này là, là cũng rất là ngon rồi em dùng không hề có vấn đề gì cả và pin cái thứ là rất là ngon các bác nhé Đấy, pin pin rất là ngon luôn lúc lúc đầu về pin 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 nó nó cũng chỉ tờ, tầm 35 phần trăm thôi đấy em dùng vào cái đặt các thứ và về vẫn dùng còn 33 phần trăm này đấy cho nên là khá là ngon em thấy là, pin con này thì chỉ có 4.000 rưỡi thôi em nhớ không nhầm cái thông tin của nó là 4.000 rưỡi thì nó sẽ hơn con vvs 1 là uh, vvs 1 là 4.000 đấy cho nên là, là các bạn yên tâm pin con vvs 1 nó rất là ngon rồi thì pin con này cũng rất là ngon À, và cũng đấy cũng quên không nói nữa các bác là cái con này là là cái con uh, đầu tiên mà LG làm cái màn hình 120 Hz nhé à, quên lúc nãy không nói cái thông tin rất là quan trọng nhưng không nói đây đâu rồi màn hình trụ à? à không phải chế độ màn hình đầu nhỉ trong này chứ đây đây các bác À, cái chế độ màn hình này à, tốc độ làm tươi cái thứ này chuẩn là 60 này và đã tối ưu là 120Hz này. Đấy hoàn toàn các bác thấy đây này. đấy này. rồi ok. Thì à, cái con này thì nó có ưu điểm lớn nhất là cái thiết kế nó đẹp. Thật sự là thiết kế này đẹp. Em cũng em cũng là một người rất là khó tính nhưng mà em thấy là thiết kế này đẹp và mỏng các bác nhá, mỏng rất là mỏng. Thiết kế đẹp, mỏng và màn hình đẹp. À, 120Hz cũng đẹp. Đấy, màu này em thấy là cái màu mà mà em thích nhất em không thích màu đen và học màu trắng đâu một cái màu này em thấy là cái màu mà mà đẹp nhất, à, cũng hơi tiếc là LG không 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 à, bán thương mại cái bản này, cho nên là anh em không có điều kiện để mua, còn bây giờ thì có điều kiện để mua thì 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 cái cái, cái cấu hình này nó đã khá là là, là kém rồi, à, 888 ram 8 và ram 128 à, pin 4 rưỡi thì đương nhiên là vẫn đủ dùng thôi, vẫn vẫn dùng ổn nhưng mà 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 cái cái chiếc 8 thì nó không được ngon hẳn cho nên là các bác mua thì các bác cứ tìm hiểu cho nó kỹ lưỡng. Đấy còn em bán ra thì uh, những con này em cũng phải nói thẳng luôn các bác như vậy, còn những chỗ khác ấy thì uh, các bác cứ hỏi rõ người ta, xem người ta nói như thế nào. Em thì em tại vì em cũng không biết là là những cái nơi khác người ta nhập hàng từ đâu hay hay là như thế nào cho nên em cũng không không, không dám bảo là là nó cũng đều như này cả đâu. Đấy, cho nên các bác cứ hỏi, phải hỏi rõ người ta nhé. Đấy còn uh, anh em nào cần em cần cần check thì cứ gửi về em em check cho <laughs> thực sự là như vậy rồi ok à, clip nó cũng đã rất là dài rồi cảm ơn các bác nhé các bạn nào cần thì liên lạc với em ở số ở góc màn hình này các bác nhé ok chào các bác